Nhà đất Minh Tiến Tiền Giang xin kính chào quý cô chú anh chị. Ngày hôm nay Tiến sẽ giới thiệu với quý cô chú anh chị mình là 2.181 m² đất nằm ở vị trí đó là ấp Tân Lập, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nha anh chị ơi. Thì cái đường này của mình anh chị là sẽ đi thẳng ra lại là phía sau cổng khu nghiệp Long Giang nha anh chị. Đất của mình anh chị sẽ gồm hai thửa hợp lại nha anh chị. Sẽ có mặt tiền đường đan 3m này sẽ là 32m và chiều sâu vô là 68m. Tổng diện tích là 2.181 m² nha anh chị, gần 2 công mốt đất và có 124 m² đã lên thổ cư rồi nha anh chị ơi. Và khi mình mua đó là chủ đất sẽ tặng cho thêm cho mình là 200 m² đất mà giấy tay anh chị, nhưng mà mình sử dụng bao tranh chấp luôn nha. Thì tổng cộng của mình là gần 2.400 m² là nha anh chị. Thì đây là trục đường chính của anh chị công nhân từ buổi sáng và buổi chiều người ta đi từ thị trấn Tân Hiệp, người ta đi làm ở khu nghiệp Long Giang thì người ta sẽ đi qua con đường này nha anh chị. Tại vì đường này mình đâm thẳng ra phía sau lưng khu công Long Giang đó chị. Thì đất của mình lưu ý cho anh với anh chị là đất mình sẽ có hai mặt tiền nha, mặt tiền đường đan 3m và mặt tiền đường 1m5 ở phía sau đất anh chị. Thì mặt tiền đường đan 3m này đó anh chị thì nó sẽ là hướng tây, còn mặt tiền đường phía sau lưng đất mình sẽ là hướng đông nha anh chị. Thì đất mình sẽ là hai mặt tiền ha. Và từ đất của mình đến chị mà mình đi ra chỗ khu công nghiệp Long Giang đó, cổng sau khu công nghiệp Long Giang ngay chỗ đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương á, là tầm khoảng là 950m nha anh chị, khoảng cây số là mình đã đến với khu công nghiệp Long Giang rồi. Và mình đi ngược hướng về thị trấn Tân Hiệp là khoảng là 2,5 km, là đi khoảng hơn 5 phút là đến với thị trấn Tân Hiệp. Thì ở thị trấn Tân Hiệp thì mình sẽ có đầy đủ những cái tiện ích như là Honda Nam Anh nè, Thế Giới Di Động nè, Bách Hóa Xanh, điện máy xanh nha anh chị. Và bây giờ Tiến sẽ đi cho anh chị xem từ đất của mình nha, và mình đi ra chỗ khu nghiệp Long Giang như thế nào để mà mình nắm được cái vị trí của nó luôn. Và khi mà mình đi anh chị thấy đây là buổi sáng nha anh chị. Thì đây là tuyến đường chính cho nên là xe cộ đi qua lại đây rất là đông, và xung quanh đây thì mọc lên rất là nhiều nhà trọ nha anh chị. Anh chị có thể mình mua về mình làm nhà trọ công nhân rất là được. Thì với cái giá đó là 3.100.000.000 cho là 2.400 m², trong đó có 124 m² thổ cư đó anh chị, và chiều mặt tiền mình tới 32m lận, cho nên đất mình rất là rộng nha anh chị. Anh chị nào mà muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp với Tiến qua số điện thoại là 0787686293 trên màn hình nha, để mình đi coi đất nè anh chị. Thì cái đường này nó sẽ đâm thẳng ra ngay cổng sau khu nghiệp Long Giang nha anh chị, mình chui qua cái đường cao tốc là đến luôn. Thì Tiến sẽ chạy cho anh chị xem ha. Thì mình chạy khoảng một chút xíu, 950m thôi là mình đã đến với lại là cổng sau nghiệp Long Giang rồi nè anh chị. Phía trên là đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương á. Phía này mình chui với hầm chui là mình ra ngay cổng sau luôn, thì rất là gần luôn nha anh chị. Và chào tạm biệt anh chị, hẹn gặp lại anh chị vào những video tiếp theo nha. Cảm ơn anh chị đã theo dõi Tiến trong thời gian qua và chúc anh chị dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài. Đây mình đến với phía sau khu vực Long Giang rồi nè.